Vâng, xin chào các bạn. Ngày nay chúng ta sẽ được ăn một món mới có tên là gà hấp lấm. Đây là, tôi nhìn thấy đây là lửa con gà. Và đây là các gia vị cho kèm: con lấm, khoai tây, cà rốt, củ cải trắng. Giờ đây xin giới thiệu các bạn, đây là đầu bếp của chúng ta. Ngày hôm nay thì chị Liên sẽ lại mang đến cho chúng ta một món ăn rất là tuyệt vời. Vâng, xin mời chị ạ. Chào tất cả mọi người.